Xin chào quý vị, trở lại chương trình Trực Chuyện TV. Thì vừa qua khi mà những cái kênh YouTube như là Trần Nhật Phong với Trương Quốc Huy đã nhắc đến tên của chúng tôi, tức là Minh Giang, và tên của một cái người khác, một cái kênh YouTube khác cũng ở hải ngoại, đó là kênh Phố Bên Xà TV, Vũ Hoàng Lân. Và cho rằng chúng tôi là những người đâm bịch thóc thọc bì gạo, nhưng mà tôi thì không có thể trả lời thay cho ông Vũ Hoàng Lân được. Chúng tôi chỉ nói về cái phần của mình. Và vừa rồi chúng tôi cũng làm một chương trình nói về Trần Nhật Phong, còn đối với Trương Quốc Huy thì có lẽ là chúng tôi cũng sẽ dành những cái thời gian sau để mà nói về cái tai này. Có thể nói rằng ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục đi theo cái chuỗi của những cái loạt bài để mà dành riêng cho hai cái tay YouTuber gọi là nhân danh chống cộng xó mũi cộng đồng cờ vàng, lừa gạt mấy bác cờ vàng, lùa những cái người gọi là chống cộng cụi vào để mà gây quỹ kiếm tiền, để mà quảng cáo sản phẩm, để mà chụm đầu với nhau tạo ra một cái thế lực, gây áp lực lên các cơ sở thương mại, đi biểu tình chỗ này, đi biểu tình chỗ kia, chụp mũ chỗ nọ, chống đối chỗ này chỗ kia, và nó thể hiện cả một cái sự gụi của nó. Hôm nay chúng tôi tiếp tục nói về Trần Nhật Phong. Trần Nhật Phong, cái clip vừa rồi chúng tôi có nói về Trần Nhật Phong là một tên chống cộng cụi, bởi vì trước đây đã từng bưng vô cộng sản, đã từng đi theo các cái lãnh sự, rồi ngay cả đại sứ của cộng sản, rồi đi coi như là thỏa hiệp và phải nhượng bước rất là nhiều. Đặt ra bây giờ đi khoe khoang nói rằng là đi phỏng vấn cho chính quyền của cộng sản. Đó là cái clip mà chúng tôi muốn nói về Trần Nhật Phong trước đây. Hôm nay thì chúng tôi nói một cái khía cạnh khác, là khía cạnh hoạt động mang tính chất gọi là đấu tranh biểu tình chống đối của Trần Nhật Phong. Vừa rồi đó thì cụ thể là hôm trước Tết Tây, tức là hình như là cái lễ Thanksgiving, thì Trần Nhật Phong, Trương Quốc Huy và cái người mà đầu bạc bên đây đó là ông coi như là Vũ Nhân của đài SBTN. Thì thật ra thì Vũ Nhân thì chúng tôi không có muốn nói nhiều, bởi vì Vũ Nhân không có những cái tuyên bố, ông ta chỉ là một cái người làm phóng sự thôi. Có lẽ là ông ta có mặt ở Atlanta để mà ghi một cái phóng sự liên quan đến cái cuộc biểu tình có Đàm Vĩnh Hưng. Thì lần này đó Trương Quốc Huy và coi như là Trần Nhật Phong giống như là ỷ rằng mình có một cái kênh YouTube lên tới triệu sub. Triệu sub là Trương Quốc Huy thôi, chứ Trần Nhật Phong cũng chỉ mới có 3 400 gì, 400 ngàn, 400 400 mấy gì đó. So với Trương Quốc Huy cũng là con cháu thôi, cái lạ như con nít. Bởi vì Trương Quốc Huy nó coi chả có ra cái gì, nó lên trên mạng nó nói rằng làm những cái tên mà làm tin á, hay là làm những cái video không có biết cách làm, cho nên làm nhân danh mà 20 30 năm giống như Trần Nhật Phong này là không có ý nghĩa gì hết. Có lẽ là nó nhắm vào những cái người mà như là ví dụ như là nhiều khi nó nhắm vào Phú Minh Sa TV, hay là nhắm vào Minh Giang, hay là những cái người khác, nói rằng làm những cái chương trình tin tức có khi có 1.000 hai ba một 2.000 gọi là view, và phải mượn tên tụi nó để mà có một cái lượng view, thì thôi nó nói gì cũng được. Nhưng mà nó nói là những người làm tin tức mà không có nhiều view đó, thì so với thằng Trương Quốc Huy đó là nó có tới 400 trăm ngàn view, thí dụ như vậy. Thì Trần Nhật Phong mà nói một cái clip chỉ có mười mấy ngàn view thì rõ ràng là thuộc là con cháu ông em út rồi, so với nó là chả biết làm tin gì cả. Và nó chửi những người như là Trần Nhật Phong là đúng, là bởi vì nói theo cùng chiều, nói theo cái kiểu chống cộng cụi, nói theo cái kiểu lừa mị cộng đồng, nói theo cái kiểu mà cái tầm thấp á, thì rõ ràng nó cùng hướng và cùng đi theo những cái lượng khán giả giống nhau, cho nên là nó so sánh cái đó là nó đúng. Còn nếu mà nó nói đến chúng tôi, thí dụ như tôi với ông Vũ Văn Lân chẳng hạn, thì cái cách làm nó toàn khác. Người ta làm là đưa tin tức nó chính xác, trung thực và có cơ sở, và phải biết cái chừng mực của nó, chứ không phải là múa tay múa chân rồi đụng người này chạm người kia rồi nói một cái điều mà nó mang đến chất là vô văn hóa, thì chúng tôi không có làm. Chính vì cái điều đó cho nên là cái lượng view, cái lượng khán giả nó phải khác. Chúng ta đặt ví dụ như là những người mà làm YouTube chẳng hạn, họ làm một cái chương trình nói về cái chương trình sửa máy bay đi, thì có mấy người coi, có mấy người có máy bay để mà coi. Hoặc là một cái chương trình nói về tìm hiểu về một cái hệ thống tàu ngầm nguyên tử gì đó, hoặc là họ dạy cái cách để mà bơi lặn xuống dưới đất, để mà lặn xuống dưới biển để mà tìm hiểu khám hiểm gì, thì thật ra cái khán giả rất là ít, cho nên là chúng ta không thể so sánh được những cái chuyện mà gọi là view view ở đây. Bởi vì những cái đứa mà tầm thấp á, nó lừa mị còn người khác á, nó mới hay dựa vào cái đó.
Chúng ta đã từng thấy ở trên mạng xã hội có quá nhiều các cái tài khoản là nhiều khi các cái cô gái hở áo hở ngực gì đó hoặc làm những cái chuyện mà tầm bậy tầm bạ thì thường đưa lên có cái lượng view rất là nhiều. Nếu mà dựa trên cái tiêu chí đó thì Trương Quốc Huy, Trần Nhật Vân thì phải gọi mấy cái bà như là bà Tân đó phải bà cứu nội, hoặc là mấy cái gì đó, mấy cái em gái ở bên Việt Nam đó, hay là nhiều cái trang mạng mà trang mà mấy cái phim bậy bạ rồi đó đi vào đó đi thì gọi nó là bà cứu tổ. Thì chúng ta không muốn nói sâu về những cái chuyện đó, chúng ta chỉ muốn nói rằng ngày hôm nay khi mà Trần Nhật Phong với Trương Quốc Huy gọi là hô hào ỷ tài ỷ tận coi như là cái YouTuber của mình là mạnh để mà kêu gọi đồng bào ủng hộ biểu tình Đàm Vĩnh Hưng trong một cái show diễn của cái cô VV gì đó ở bên Atlanta. Nhưng mà cái lần đó thì nó đã cho thấy cái bộ mặt của hai cái tên này nó đã quá bệ rạc. Khi mà kêu gọi biểu tình có khoảng chừng 70 người đến hiện trường để mà có mặt với cuộc biểu tình. Lúc đầu họ tính là có thể có đến cả 1.000 người, 2.000 người và còn triệu tập những cái nhóm gọi là fan của mình, nào là ở bên Virginia, ở bên North Carolina, nào là South Carolina, rồi ngay cả ở bên cái gì Maryland, rồi ở bên Texas, rồi ngay cả Cali qua nữa, rồi Oklahoma đồ qua nữa, đủ thứ hết mà có chỉ khoảng 70 người, trong khi mà cái show diễn đó ở trong đó đó hơn 1.000 người, rất là kinh khủng. Và đó là một sự thất bại ê chề to lớn nặng nề mà một cái sự không thể nào lấy cái thúng nào mà che lại được. Và nó cũng không bỏ tật đó, nó cũng vẫn còn đi coi như là đi phá làng phá xóm. Có thể nói rằng nó chụp mũ cho Đàm Vĩnh Hưng, nói Đàm Vĩnh Hưng là cano, là nào là văn công vận, nào là mang màu sắc cộng sản, trong khi hai đứa, một đứa thì ở bên Texas, một đứa thì ở bên Cali. Và thật ra thì Trần Như Phong chúng tôi không biết ở đâu đó, ở Mỹ thì đâu có cái vấn đề hộ khẩu thường trú đâu mà chúng ta biết, ai cũng muốn ở đâu hết chui nhủi chỗ nào cũng được hết. Cho nên chính vì cái điều đó mà cứ nghe nói là ở bên Texas, cứ nghe nói là ở bên Cali, thì cái việc mà ở đâu thì không sao, vấn đề ở chỗ á là không phải ở Atlanta nhưng mà lại bay qua đó, có lẽ là được lãnh thầu, có lẽ là được nhận tiền, hay là được có lợi ích vật chất gì đó để mà đập phá, chủ yếu không phải là Đàm Vĩnh Hưng mà là chủ của cái show diễn đó. Chủ cái show diễn đó là cái cô VV, cái cô VV là được gọi là cái bầu show đó. Thì cái việc mà đi đi biểu tình như vậy nó đã thất bại ê chề, và gọi là biểu tình cano Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng mà sau đó đó thì cái Đàm Vĩnh Hưng đó hát ở bên Atlanta, có mời luôn cộng đồng của Atlanta đến dự nữa, trong một cái show diễn lên tới 500 600 người, thì Trần Nhật Vân đâu trốn mất tiêu, nói chung là không có ra để mà không có dám ló đầu tới nữa và cũng chả có dám kêu gọi nữa, bởi vì những cái người mà họ giàu có ở ngay Texas đó đụng tới họ đâu có được đâu, đụng tới họ là coi như là giọt bẻ đó. Ngay cả khi mà diễn ở bên Cali cũng vậy, Đàm Vĩnh Hưng mới hát Tết đây, Trương Quốc Huy đâu, Trần Nhật Phong đâu, mấy thằng chống cộng cụi đâu, mấy thằng hô hào và đã đảo cano Đàm Vĩnh Hưng gì đó đã mất tiêu hết rồi, không có một cái bóng già bóng trẻ nào dám ra cả. Bởi vì cái hội neo ở Cali, cái hội neo nó kinh khủng lắm, cái hội neo nó giàu có lắm, và cái hội neo đó là người ta sẵn sàng đối phó với bất cứ mọi tình huống, muốn sử dụng cái gì người ta cũng sử dụng được hết, người ta sẵn sàng bảo vệ người ta mà. Cho nên á là tụi này nó trốn mất hết, nó câm mõm luôn ngay ở trên cái trang Facebook của nó, câm mõm luôn ở trên cái trang YouTube của nó, và nó không có còn múa mai nữa, nó lòi ra cái sự trơ trẽn của nó. Thì hôm nay chúng ta muốn nói cái điều này đó để muốn nhắc rằng là Trần Nhật Phong lại đi biểu tình cái gọi là cano, cái gọi là văn công vận của Đàm Vĩnh Hưng, nhưng mà Trần Nhật Phong lại quên đi chỉ trích, hay nói đúng hơn là không đi biểu tình, không đi phản đối cái một cái cano khác, hay đúng hơn là một văn công vận khác, đây mới gọi là công văn công vận, gọi là vợ mình là ca sĩ Phượng Mai. Chúng ta thấy rằng đó, ca sĩ Phượng Mai đã từng về Việt Nam để mà hát trong những cái chương trình mà do Bộ Ngoại giao của Việt Nam, hồi cái thời mà ông Nguyễn Thanh Sơn là những cái người mà gọi là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, có những cái làn sóng làm dẫn những cái người ở hải ngoại về trong nước để mà tạo ra cái cầu nối, nhất là những người làm việc truyền thông như là Trần Nhật Phong, như là
trong cái giới Nguyễn Vũ Hoàng Lân rồi đó, ngay cả Nguyễn Phương Hùng hay là một số những người khác, Nguyễn Quang Trường etc. và nhiều người khác nữa, thì với cái làn sóng đó họ phải bị chỉ trích rất là nhiều. Ở hải ngoại thì cho rằng những người này là cộng sản rồi, bởi vì đi lũi đầu vào cộng sản, lũi đầu vào chính quyền Việt Nam trong lúc mà cái lằn ranh quốc cộng nó còn vẽ rất là rạch ròi, và những cái điều đó người ta không có chấp nhận. Thì Trần Nhật Phong thì đã sớm coi như là đầu quân cho chính quyền Việt Nam, đầu quân cho cộng sản, cụ thể là đi lân la đến các cái lãnh sự quán, đi tiếp xúc với các cái nhân viên lãnh sự, chở các cái nhân viên lãnh sự đi lòng vòng ở đây đây và đưa vợ mình về Việt Nam để mà hát. Trần Nhật Phong không về được lúc đó là bởi vì các cái lý do giấy tờ hay là cái bản thân như thế nào đó rõ ràng là có vấn đề, chứ ai cũng đã đi về Việt Nam. Thật ra thì trong cái chuyến đi đó đó, Trần Nhật Phong mới là người ưu tiên, người ưu tiên được về, người mà cần định hướng để được về, bởi vì những cái bài viết của Trần Nhật Phong trên cái báo Việt Weekly vô cùng có lợi cho cộng sản, vô cùng có lợi cho chính quyền Việt Nam, đã chửi bới một cách rất là thẳng thắn đối với những người trong cái lực lượng cờ vàng, đã mỉa mai, đã xỉa xói. Chính Trần Nhật Phong cũng đã thừa nhận ở trên trang của mình trong clip vừa rồi đó, nói rằng cái bọn mà đâm bịch thóc thọc bịch gạo, ý muốn nói là tôi và Vũ Hoàng Lân đó, là cái bọn mà đâm bịch thóc thọc bịch gạo nó không bằng tôi đâu, tôi mới là thầy đây nè, tôi mới là sư phụ của tụi nó. Ý muốn nói rằng là Trần Nhật Phong là cái kẻ đòn sóc hai đầu, là cái kẻ mà lưu manh côn đồ ở trên cái truyền thông báo chí. Có lẽ cũng chính vì cái điều đó cho nên Trần Nhật Phong đã từng bị ông Hoàng Kiều, một ông tỷ phú, đã khởi kiện, mặc dù rằng cái vụ kiện đó thì ở phía mà tòa án họ cho rằng thiếu các cái cơ sở để mà thụ lý, bởi vì cái quyền của cái truyền thông nó cũng khá là lớn. Tuy nhiên là cái hậu quả liên quan đến cái việc làm đó, nếu nói đúng hoàn toàn thì chúng ta thấy rằng làm sao mà đúng được. Chỉ là không thắng không có nghĩa là không vi phạm, không thắng không có nghĩa là không 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 thắng không có nghĩa là thắng trong một vụ kiện dân sự, không có nghĩa là người đó có đạo đức. Cụ thể như là trước đó thì cũng sau khi mà quay lưng lại với cái chính quyền Việt Nam, quay lưng lại với cộng sản, thì bắt đầu lân la đến BBC để mà viết những cái tin gà tin vịt và viết theo để mà chiều lòng những cái bọn cờ vàng, những cái bọn mà chống cộng cụi, để mà nghe chửi cộng sản, chỉa xóa những người mà làm ăn với chính quyền của Việt Nam, chụp mũ người ta là liên quan đến Tàu Cộng, cộng sản hay làm bán coi như là ăn trên xương máu gì đó, đủ thứ chuyện hết. Và cuối cùng thì sao? BBC nó cũng phải dứt sữa thôi, nó đuổi ra, nó không cho làm nữa, bởi vì nó thấy rằng dơ quá, bẩn quá, bởi vì nó thấy rằng là những cái điều đó hoàn toàn ảnh hưởng tới các việc làm của BBC. Mặc dù là BBC tiếng Việt đó có những bài viết bị chính quyền của Việt Nam cho rằng là thiếu thiện chí, cho rằng có phần thiên lệch, thiếu những cái thông tin. Tuy nhiên thì người ta cũng phải giữ cái mức độ, bởi vì tiếng Việt cũng chỉ là một bộ phận trong toàn bộ cái hệ thống của cái mạng lưới truyền thông của BBC. Do đó thì họ dứt sữa, Trần Nhật Phong dứt sữa luôn. Coi như là chỉ là một cái cộng tác viên bình thường thôi. 5, 7 tháng, 3 tháng, 10, 10 tháng, 1 năm gì đó gửi một bài thì người ta trả tiền tới, ví dụ là cho 50 đô, 30 đô gì đó. Thì như vậy mà cũng gọi là trường báo chí, thì lại gọi là nhà báo nhân danh, đủ thứ chuyện hết. Thì chúng ta thấy rất là buồn cười. Và sau đó thì ngay cả cái người mà quản lý để mà duyệt cái bài mà cho Trần Nhật Phong đăng liên quan đến vấn đề của Hoàng Kiều cũng bị cho nghỉ luôn. Thì chúng ta thấy rằng cái hậu quả của nó là có, chứ nếu nói là vô tội, nếu nói là không có ảnh hưởng gì là không phải. Cho nên mới thấy được cái cách làm đúng như là Trần Nhật Phong nói. Những cái kẻ mà đâm bịch thóc thọc bị gạo thì nó không có bằng tôi mới là dữ dằn. Thì hôm nay liên quan đến vấn đề mà gọi là chống cano hay là chống dân công vận đó, thì Trần Nhật Phong tại sao không chống cái người vợ mình? Thì chúng ta thấy rằng đó, trong ở trên mạng xã hội vẫn còn đó những cái thước phim, thí dụ như đây là cái hình ảnh của coi như là Phượng Mai ha, về hát ở Sài Gòn trong một cái chương trình, một cái bài Đất Nước, một cái bài Đất Nước mà ở phía dưới chúng ta thấy có khá nhiều những cái người mà đó mà gọi là thắt khăn quàng, khăn khăn rằng nha, rồi những cái anh mà coi như là bộ đội đó, rồi nón tai bèo đây nè, đó chúng ta thấy là những hình ảnh nón tai bèo, nón xanh các thứ diễn rất là dữ dội ở trên một cái sân khấu. Sân khấu này gọi là sân khấu Lan Anh. Thật ra thì trong những cái thời điểm đó đó, những cái chương trình gọi là Xuân Quê Hương
hay là những cái chương trình mà tiếp đón Việt Kiều kiều bào giữa hai bên với nhau, thì đó là những chương trình rất là lớn được phía bên chính quyền của Việt Nam người ta đã cổ xí, nói chung là đến bây giờ vẫn giữ những cái truyền thống như vậy. Thì những cái chương trình ví dụ như năm 2014, 2015, 2012, những cái thời điểm gọi là lúc ban đầu đó, chúng ta có thể là lên trên mạng thì vào nhiều cái trang mạng để mà thấy lắm. Ví dụ như là phố bên Sa TV ha, của năm 2015 đây, có cái sự tham dự rất là lớn ở tại thành phố Hồ Chí Minh đây. Có cả ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang, rồi nhiều cái quan chức khác. Chúng ta thấy hình như có ông Lê Hoàng Quân ha, rồi ngay cả rất là nhiều chúng ta đã thấy đây. Đó, hình như là có ông Võ Văn Thưởng. Võ Văn Thưởng đây bây giờ là chủ tịch nước, rồi ông Trương ông Trương Hòa Bình đó, phó thủ tướng, quá là nhiều những người quan chức mà chúng ta thấy rằng những cái cách làm như vậy đó, những cái chương trình gọi là rất là hoành tráng. Đây là ông Phạm Bình Minh nữa, rất là nhiều, thì có lợi đó. Nói chung là một cái cách tuyên truyền rất là dữ dội. Thì cái việc mà đi về mà để được hát trên sân khấu như vậy đó, một cái bài hát gọi là bài hát đất nước, thì cái bài đất nước là một cái bài mang cái màu sắc chính trị vô cùng dữ dội, một cái bài hát của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Thì chúng ta nghe nói đó, những cái lời của bài hát thôi, cái chị Phương Mai thì phải nói là cái kỹ thuật mà sử dụng giọng hát của chị cũng rất là điêu luyện. Bởi vì chị Phương Mai đó làm xuất thân từ bên Hồ Quảng, bên cải lương, cho nên cái vũ điệu, cái việc mà biểu diễn trên sân khấu rất là tốt. Và cái hơi của chị thì nó không có phải là quá mạnh, nó phù hợp với cái biểu diễn dịu dàng, nó thước tha của chị, cho nên là những cái giọng nói mà hát á, mà nó du dương, nó lên xuống, nó làm cho cái người nghe họ cảm thấy rằng rất là dễ đi vào lòng người. Và phải nói là cái buổi biểu diễn này ở tại một cái sân khấu Lan Anh mang màu sắc chính trị, và một sự kết hợp, một cái sự mà gọi là giao thoa, một cái việc mà gọi là hòa hợp, hòa giải giữa hai bên, giữa không phải là giữa hai bên mà giữa những người từ một cái xứ sở gọi là bất đồng chính kiến. Trong cái bài phát biểu của ông Trương Tấn Sang cũng có nói rất là nhiều. Chúng ta đi vào phố Mansa TV coi lại đây, những năm 2014, 2015, 2012 có đủ hết. Thì cho thấy rằng đó là có cái sự khác biệt đối với đế quốc, nhưng mà đối với những người Việt Nam thì chúng ta cũng phải xóa bỏ khác biệt. Đó là những cái điều rất là rõ ràng. Thì trong cái lời bài hát này mang màu sắc chính trị, và chị Phượng Mai, ca sĩ Phượng Mai, nghệ sĩ Phượng Mai, người mà Trần Nhật Phong tự phong cho vợ mình là coi như là cái gì, là nữ hoàng gọi là Hồ Quảng, nhưng mà thật ra thì nhiều người nữ hoàng Hồ Quảng khác người ta còn sống trong cái thời đó đó. Ví dụ như Thanh Thế còn sống cơ mà, rồi Bạch Mai còn sống cơ mà, rồi Bạch Lê cũng còn sống mà, nhiều quá, nhiều người, những cái người còn giỏi hơn gấp 5-10 lần đối với bà Phượng Mai, người ta còn chưa dám xưng gọi là nữ hoàng. Nhưng mà Phần Trong Phong thì rất là vô lối, có thể là tăng bốc coi như là bà Phượng Mai một cách vô cùng tận luôn. Thì thôi kệ, cũng không sao hết, nịnh vợ là cái điều cũng rất là tốt, mặc dù là nhất là cái người vợ đó lớn tuổi hơn mình nữa, lớn hơn một con giáp, hơn một con giáp. Thì thật ra chúng ta không đi sâu vào những vấn đề đã thuộc về cái cá nhân rồi. Chúng ta chỉ muốn nói rằng chị Phương Mai đã thể hiện một cái bài hát rất là tuyệt vời. Một cái bài hát ở trên một cái sân khấu làm cho những người tham dự họ vô cùng cảm động. Sau cái bài hát đó, sau cái chương trình đó, thì cái uy tín của chị Phương Mai ở các cái diễn đàn ở trong nước họ đã ca ngợi vô cùng. Bởi vì một cái người ở hải ngoại, một cái người nằm trong cái lực lượng chống cộng, nằm trong một cái nơi gọi là gió tanh mưa máu, và dám về Việt Nam lại đi hát một cái bài hát mang cái chất chính trị, và lại có những cái người mà vũ công ở bên dưới múa minh họa là khăn rằn, là coi như là nón tay bèo, và những cái áo xanh nó diễn đạt ở trên một cái sân khấu đó, nó hoàn toàn mang cái tính chất văn công một cách tuyên truyền, một cách rất là rõ ràng. Những cái điều như vậy là thường là những cái ca sĩ hải ngoại không dám về hát đâu. Ví dụ như mấy ngày nay người ta chỉ trích ông Tuấn Ngọc, nhưng ông Tuấn Ngọc đâu có bao giờ hát những cái bài hát như thế này. Nhưng mà ngay cả như là chỉ trích nhiều người khác nữa, những người cũng đi về trong cái thời điểm lúc đầu, nhưng mà họ cũng không hát như vậy. Hương Lan nào cũng không hát những cái bài hát chính trị như vậy. Trời, trong khi thì bà Phượng Mai thì đi về nước rất là sớm nha. Chúng ta thấy là nhiều cái chương trình ca hát nhạc Hồ Quảng rồi đó,
đóng rất là nhiều nhiều vai lắm, mà những cái vai mà chị Phương Mai đóng hay như là cái vai gì mà La Thành đó, mặt trắng lòng đen, cái gì hình người dã thú gì đó, cái kiểu đó nói y hệt nhìn, mà nhiều khi nói như vậy cái người ta liên tưởng là chị Phượng Mai đang nói với những cái người mà ở gần bên mình. Nhưng mà diễn hay lắm, chị Phượng Mai thì phải nói rằng hát cái bài ca Đất Nước. Chúng ta thì vì cái vấn đề bản quyền, chúng tôi không có muốn đưa hết toàn bộ của cái lời bài ca đó. Chúng ta có thể đi vào trong mạng xã hội để mà đánh về cái bài ca của Phượng Mai. Còn nếu mà các bạn nào biết cái email của chúng tôi thì gửi đó chúng tôi sẽ gửi cái link đó để cho quý vị hát, quý vị nghe. Thì trong cái lời bài hát này, tại sao nó mang cái tính chất gọi là chính trị? Chúng ta thấy là nội mà cái khởi đầu của bài hát thôi, cái việc mà bỏ nhỏ cái chữ của chị Phượng Mai đó, cái ca sĩ Phượng Mai đó, nghệ sĩ Phượng Mai đó, là nghe đã đi vào cái lòng người ta rồi. Như là nghe dịu nỗi đau của mẹ, ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng thinh. Chỉ nói là những cái câu như vậy, thật ra nó là những cái câu thơ thôi, nhưng mà đọc thôi người ta cũng đã là đi vào lòng người. Chị Vân Mai muốn phản ánh một cái đất nước thì thông qua những cái cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp, nhất là chống đế quốc Mỹ và bọn tay sai, bọn ngụy quân, ngụy quyền, những cái bọn cờ vàng đó, đó là cái điều mà ở trong nước trước đây đang thường nói. Thì ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, tức là trong qua ba cuộc chiến thì hai lần là hai đứa con cũng đã phải hy sinh rồi, tức là đất nước này họ phải bước qua và giành được cái độc lập để cái tự do, như là chị Phượng Mai với Trần Nhật Phong để mà bươn tới mà ôm chân những cái người cộng sản để mà kiếm lợi cho người cộng sản, có được một ít tiền để mà in ra những cái cuồng băng, những cái đĩa gọi là Trường Sa trong mắt ai. Mặc dù là không được về Việt Nam nhưng mà Trần Nhật Phong cũng ở bên Mỹ xung phong để mà kết nối những cái video clip đó để mà tạo ra một cái sản phẩm mang chất tuyên truyền cho cộng sản rất là tốt. Có thể nói là cái đóng góp của Trần Nhật Phong trong cái thời điểm đó được những cái viên chức của ngoại giao của Việt Nam đánh giá và ghi nhận rất là cao, bởi vì dám đương đầu với cái đám cờ vàng, những cái đám mà gọi là chống phá đất nước theo như cái định nghĩa của ở trong nước. Thì với trở lại cái chị Phượng Mai đó, thì cái lời bài hát thì chúng ta thật ra chúng ta không có muốn nói nhiều về những cái lời bài hát. Trong đó có những cái câu đó là xin hát về Tổ quốc ha, mấy mùa không ngủ ngăn bước quân thù phía Nam phía Bắc, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Một cái người phụ nữ trong cái vùng mà gọi là chống cộng, trong cái nơi gọi là cờ vàng, mà đi về hát những cái lời ngăn bước quân thù. Quân thù ở đây thì chúng ta phải biết rằng đối với Việt Nam của chúng ta trong cái thời mà cận đại này thì quân thù rất là nhiều. Và kẻ thù mà trong cái thời điểm của những năm 80 đó, thì Việt Nam vẫn còn xác định rằng đế quốc Mỹ là kẻ thù gọi là chiến lược lâu dài, Trung Quốc là kẻ thù trước mắt. Chúng ta phải nên nhớ lúc nào, lúc trong những cái thời điểm mà căng thẳng là người ta đã xác định như vậy. Dĩ nhiên là theo thời cuộc nó có những sự khác nhau, và theo lịch sử thì ngăn bước quân thù mà tràn vào trong Việt Nam trong cái thời điểm sau này chỉ lo nặng nhất là đế quốc Mỹ thôi. Đế quốc Mỹ đã giúp cho chính quyền của Ngô Đình Diệm gọi là đổ quân vào trong Việt Nam và ngăn bước quân thù phía Nam phía Bắc. Thì thật ra những cái lời bài hát này có người nói rằng nó mang cái màu sắc chính trị rất là cao, nhưng mà cái cách biểu diễn của chị Phượng Mai nó làm cho bật lên cái nội dung của cái lời bài hát rất là kinh khủng. Mặc dù là chỉ mặc áo dài thôi, không phải là đeo lông công hay là đeo những cái khăn mà hay những cái cờ hiệu để mà nhảy nhót ở trên sân khấu rồi cầm những cái lông công hay là cầm những cái roi ngựa gì, cái kiểu mà giống như là hát hồ quảng. Nhưng mà chị mặc dù là mặc cái áo dài thôi nhưng mà diễn rất là đạt, diễn mà bởi vì khi mà hát tới cái câu mà cái gì đó, cái câu mà ngăn bước quân thù đó, chúng ta thấy rằng cái tai của chị chỉ ra rồi, cái đôi mắt nó xa xăm mà cái đôi mắt nó nhìn thẳng vào cái tai chỉ ra, và nó thể hiện một cái con mắt mang cái hình viên đạn, có thể nói rằng nó thể hiện một cái sự căm thù giặc vô cùng sâu sắc. Và trong cái lời hát nhỏ nhẹ và nó có những cái thăng giáng của nó đã làm cho người ta thấy được cái tính chất của cái bài hát vô cùng coi như là mang chất tuyên truyền đậm đặc luôn. Thật ra thì không phải dễ mà có ai mà hát được như vậy.
trong những cái chương trình mà như là Xuân Quê Hương hay những chương trình mang tính chất là văn công vận kết hợp kiều bào giữa trong và ngoài nước, thì chúng ta biết rằng sân khấu Văn Lang Anh trong cái thời điểm lúc đó là những trong một trong những cái sân khấu rất là lớn ở Sài Gòn. Ngoại trừ cái sân khấu hình như là của Hòa Bình ra thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh chưa có một cái sân khấu nào lớn bằng Lang Anh cả. Thì cái việc mà để chọn những ca sĩ ở hải ngoại đó mà về hát những cái bài hát mang tính chất làm tuyên truyền thì thật ra cũng không phải là dễ chọn đâu. Chúng ta thấy rằng trong cái thời điểm đó cũng có những cái ca sĩ ở hải ngoại về, chúng ta không muốn nhắc tên thôi, nhưng mà họ không hát những cái bài như vậy. Họ hát những bài tình ca, họ hát những bài về nhạc quê hương, nhưng mà chị Phương Mai thì đã được chọn. Được chọn mà hát những bài chính trị đó là người ta phải phải xem chị cái sự đóng góp, và người ta cảm thấy rằng cái người đó tin tưởng là cái người đó đã từng về Việt Nam, đã từng hát cải lương, từng hát ca nhạc, hoặc là từng thể hiện một cái tính trung thành, một cái vấn đề mà vô hại đối với chính quyền, người ta mới có thể là đồng ý để mà cho hát. Chứ không lẽ là lên hát một cái sân khấu mà có quá nhiều các quan chức, có quá nhiều các cái đài báo người ta trực tiếp truyền hình trên khắp cả nước Việt Nam, mà lại là hay hát ngăn bước quân thù, thì hoặc là họ lên hát hát tự nhiên họ đã đảo cộng sản trên đó thì sao? Không thể được. Chắc chắn là phải 100% là coi như là phải phải được tin tưởng, rất là tin tưởng. Thì chính vì cái điều này đó, trong những cái thời điểm sau đó thì người ta nói rằng là bà Phượng Mai, hay nói đúng hơn là vợ chồng của Trần Nhật Phong, có lẽ là những cái người mà đang làm những cái việc liên quan đến vấn đề và văn hóa vận, hay gọi là tuyên truyền vận, hay làm theo như cái kiểu mà Trần Nhật Phong đó hay nói đó, với Trần Nhật Huy rồi nói là Đàm Vĩnh Hưng là cano. Thì như vậy thì vợ mình là cái gì vậy Trần Nhật Phong? Vợ mình có phải là đang tuyên truyền cho cộng sản hay không, hay là đang làm những cái điều gì? Và phải nói là chính vì bà Phượng Mai hát cái bài này quá hay đi, hay lắm, hay hơn những cái bài mà sau này khi mà trở cờ đó, khi mà bắt đầu quay lại nịnh gót của cái đám cờ vàng ở bên hải ngoại, thì hát những cái bài như là Việt Nam tôi đâu, hay là một cánh tay giơ lên, hai cánh tay giơ lên gì đó, tôi sẽ đi dựng ngọn cờ vàng gì đó, thì hát những cái bài đó không có hồn gì cả, hát chỉ để vuốt ve cho cái đám cờ vàng thôi. Có những cái bài hát ở Century Mall, ở trên San Jose, rồi đứng giữa một cái rừng cờ vàng hát, thật là nó vô hồn và nó vô lối, và cách ăn mặc thì nó cũng rất là phô so với cả một cái khung cảnh. Không hiểu là Trần Nhật Phong mà mang tính tự xưng rằng mình là đạo diễn mà để vợ mình hát, rất là buồn cười. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy được. Thì cũng liên quan đến vấn đề này đó, chúng ta thấy là Trần Phong cái tánh không có bỏ, cái tật mà nó hay xỉa xối người ta. Và phải nói là chứng minh thêm là cái đâm bịch thóc thập bịch gạo nó không bao giờ khác á, nó không bao giờ mà thay đổi đó. Ví dụ như là đây mới ngày hôm qua đây đó, nói về cái gì chương trình đặc biệt trời vào thu chiều nay buồn lắm em ơi, mà anh lại đi sửa lại trời vào thu chiều nay buồn lắm em ơi. Đó thì đặt ra cái vấn đề, đây là thợ tổng về bản quyền, chúng tôi không hề muốn trích dẫn nhiều, các bạn vào đó bạn xem đi, xem để cho hắn có thêm like để mà giữ được cái tiền nhà, chứ để mà nó tuột view quá là chết luôn. Một ngày làm 10 clip, mười mấy clip mà đi chửi người ta đi câu view kiếm tiền, trong khi mình thì rống ngân cổ ở nhà không có làm cái gì khác ngoại trừ làm YouTube để mà xin người ta bấm like, bấm share gì đó để mà kiếm tiền. Thì tôi thích nghĩ là Trần Nhật Phong đó đi mắng chửi một cái ca sĩ rất là nổi tiếng ở hải ngoại, đó là ca sĩ Tuấn Ngọc. Ca sĩ Tuấn Ngọc là trong một cái gia đình rất là danh giá, liên quan có đóng góp rất là lớn trong cái lĩnh vực nghệ thuật, nghệ thuật không chỉ là ở trong nước không mà ngay cả ở hải ngoại nữa. Và đối với cái khả năng ca diễn của Tuấn Ngọc thì nếu mà so với Phượng Mai thì Phượng Mai cũng chỉ là thuộc dạng em út mà rất là xa thôi. Cái ca sĩ của Tuấn Ngọc thì thuộc hạng nhất, còn Phượng Mai có lẽ là không biết là hạng mấy đó. Chúng tôi nói như những cái điều này thì có khi là xúc phạm thôi, chúng ta không nói. Thật ra thì chị Phượng Mai chúng tôi rất là nể trọng, bởi vì chị lớn tuổi và lúc nào chị gặp tôi cũng nói chuyện rất là vui vẻ, không phải như Trần Nhật Phong luôn luôn sách mé, luôn luôn e dè, luôn luôn làm hoài nghi, luôn luôn là muốn coi người khác như là dưới chân của mình. Những cái điều đó thì cái hậu quả nó phải có cái sự liên đới. Người ta mà tác động đến chồng của chị thì dĩ nhiên là nó phải ảnh hưởng tới chị rồi. Thì đối với ca sĩ Tuấn Ngọc, chúng ta thấy rằng vừa rồi ca sĩ Tuấn Ngọc chỉ hát có sai lời có một chữ thôi, là chiều vào thu, là cái bài mà gọi là tình bơ vơ đó.
Chiều Việt Nam buồn lắm em ơi. Nhưng mà ca sĩ Tuấn Ngọc lại hát là chiều vào thu, chiều nay buồn lắm em ơi gì đó. Thì những cái người mà chống cộng ở hải ngoại, đại loại như là Trần Nhật Phong chống cộng mà gọi là nửa mùa đó, chống cộng cuội đó, chống cộng xàm xàm những cái chuyện mà hai chữ ba chữ này thôi. Thật ra Trần Nhật Phong đâu có dám kêu gọi lật đổ cộng sản đâu, đâu có dám những cái điều gì mà lớn lao đâu. Chẳng qua là đang xỏ mũi cờ vàng, ru ngủ mấy cái người cờ vàng chống những cái điều như nè, chống hai ba chữ là ca sĩ hát sai, ca sĩ về Việt Nam bị cấm đoán, ca sĩ về Việt Nam bị phạt đó, bắt đầu là quay lại chửi, nói rằng chính quyền của Việt Nam các thứ này kia cả nọ. Thì chúng ta thấy là cái chuyện của Tuấn Ngọc, chuyện Tuấn Ngọc chúng ta sẽ làm những cái chương trình riêng. Tuy nhiên thì Tuấn Ngọc đó hát sai lời, chưa có một cái cơ sở nào để mà buộc tội rằng hay là kết luận rằng ở cộng sản chính quyền Việt Nam là họ cấm, họ không cho hát lời này, không cho hát lời kia. Để ra rằng Nhật Phong là cái người hiểu biết nhất chứ. Hỏi vợ mình đi, đi về hát hay là đóng cải lương ở trong Việt Nam, người ta có bắt buộc như thế nào hay không? Và đi hát những cái bài đất nước như vậy, tại sao người ta giao cả một cái bài hát, cả một cái sinh mạng chính trị tuyên truyền vô cùng quan trọng như vậy cho một cái người phụ nữ đến từ ở hải ngoại? Thì tất cả những cái điều đó nó có cái lý do hết. Và tại sao Tuấn Ngọc, tại sao bao nhiêu những cái người khác, kể cả ca sĩ Chế Linh, kể cả Thanh Tuyền, kể cả coi như là Khánh Ly trước đây cũng thường hay tuyên bố chống cộng, nhưng mà cuối cùng người ta vẫn cho về. Và gần đây nhất là Đan Nguyên, trước đó cũng đã cầm cờ vàng hô hào đứng chung biểu tình, một cánh tay giơ lên hay cánh tay giơ lên gì đó, Huế, Sài Gòn, Hà Nội gì đó, đủ thứ chuyện. Nhưng mà cuối cùng thì sao, cũng đã về Việt Nam. Dĩ nhiên là chưa được hát, chưa có những cái chương trình biểu diễn công khai, nhưng mà những bước đi đầu như vậy và người trong nước người ta vẫn vang giang tay để mà đón chào. Thì cái cách làm như vậy chúng ta thấy rằng đó, Trần Nhật Phong là sao? Chống văn công vận, chống những người chui đầu về Việt Nam gửi bài hát. Hiện giờ thì ca sĩ ở hải ngoại đó là người ta tranh luận rằng là 10 người hết 9 người rưỡi về Việt Nam. Dĩ nhiên là cái con số đó chúng ta chưa có một cái số liệu thống kê chính xác, tuy nhiên nó cũng phản ánh được phần nào. Và cái phong trào mà ca sĩ, nghệ sĩ về Việt Nam mà nhiều như vậy là cũng phải làm nhờ công của chị Phượng Mai. Đây là cái điều rất là quan trọng, bởi vì chị Phượng Mai cùng với rất nhiều những cái ca nghệ sĩ khác là những người tiên phuông đi vào đầu tiên. Thậm chí là Phượng Mai rồi đi về Việt Nam hình như còn trước cả coi như là Hương Lan nữa. Rồi trước nhiều người lắm, đi về đóng những cái video mà trước đây đó của những người mà làm những cái chương trình đó, chúng tôi cũng biết là ai nữa, nhưng mà chúng tôi không muốn nói tới nó đây. Thì những chương trình mà video về cải lương đó, múa mai các thứ rồi đi về kết hợp với ca nghệ sĩ như là Kim Tử Long đồ cái gì đó, thì vũ điệu là lung tung vậy thôi, để mà bán những cái băng đĩa đó ra bên ngoài đem về bán ở hải ngoại chẳng hạn. Phải nói là được nhờ cộng sản họ giúp đỡ rất là nhiều để mà nuôi sống ca sĩ Phượng Mai, nghệ sĩ Phượng Mai đứng vững trên cái sân khấu, để mà giúp cho cái việc tuyên truyền những cái bài hát mang tính chất cộng sản đó nó rất là hữu hiệu. Và bây giờ đó thì Trần Nhật Phong lại chửi những người quay đầu, chửi những người như là Tuấn Ngọc, như là cái mà Tuấn Ngọc thì phải nói là vai chú vai cha của Trần Nhật Phong. Trần Phong thì sinh năm sau năm 1960-70 mà, cho nên là thành ra là cái tuổi đó rất là nhỏ, cho nên là đối với Tuấn Ngọc là những người thành danh trước năm 1975 rồi. Thì tất cả những cái điều này đó chúng ta thấy rằng quơ chụp đại, nói rằng là cúi đầu, nói rằng là đủ thứ chuyện hết. Chúng ta không muốn nhắc lại những cái điều như vậy, bởi vì chúng tôi cũng rất là tôn trọng ca sĩ Tuấn Ngọc. Ca sĩ Tuấn Ngọc có một cái giọng hát rất là đặc biệt, không có ai có được, không có nhộng lẫn vào ai được. Và chính vì vậy được rất là nhiều người ở trong Việt Nam, nói về tư cách, nói về phong thái biểu diễn, nói về những cái sự lem nhem bên ngoài đời, thì Tuấn Ngọc là thuộc loại là coi như là Trần Nhật Phong phải kêu bằng sư tổ chứ không phải là sư phụ nữa. Nhưng mà đã rất là vô lễ khi mà có những cái nhận xét mà gán ghép vào những cái vấn đề chính trị, chỉ có hai cái chữ thôi. Như vậy thì nhìn lại vợ mình thì sao? Hát ở dưới cả một cái rừng mang cái màu sắc là quân lực Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam. Nào là khăn rằn quấn cổ, nào là áo xanh rồi nón tay bèo, là múa rồm rộp ở trên sân khấu. Ở dưới thì bao nhiêu là cộng sản đảng viên, rồi bao nhiêu là quan chức, rồi tuyên truyền ở đâu? Trên các đài báo Việt ngữ, trên các đài báo ở trong chính quyền của Việt Nam. Thì nó không chụp, nó không nói cái đó là cộng sản, nó không nói cái đó là văn công vận. Chúng ta từng bước để vạch mặt,
Không phải là vạch mặt, thật ra thì chúng tôi không vạch mặt, chúng tôi chỉ muốn dùng cái từ là làm rõ thôi. Làm rõ những cái sự mà gọi là mâu thuẫn, những cái vấn đề mà nó bất nhất á, tiền hậu bất nhất của một cái tên nhân danh là chống cộng, để mà xóa mũi cái cộng đồng cờ vàng. Thật ra thì cái cách làm của Trần Nhật Phong thì cũng chỉ là muốn nói rằng cái cộng đồng cờ vàng này ngu lắm. Bây lúc thì tao muốn thân cộng sản là thân, tao kiếm tiền cộng sản, mà cộng sản giờ không cho tiền thì tao quay đầu là tao xỏ mũi tụi bay. Tao cứ hô hào cờ vàng, nó hô hào chống cộng để mà tụi bay phải cho tiền tao, để bu vào coi trong cái đài của tao, để tao nghe tao ru ngủ, nghe tưởng rằng tao là cái người chống cộng. Còn những cái kẻ khác đó, những cái kênh YouTube khác mà bu vào đó là chụp mũ nó hết, chửi nó hết. Hoặc là những người mà gọi là đồng đội của mình mà chửi mình thì nói rằng là tụi bay nói đến tên tao là tụi bay câu view, tụi bay nói đến tên tao là thôi đừng nói nữa, phải im lặng đi, bởi vì phải giữ hòa khí, tránh cái sự địch quân nó tấn công, để mà nó chia rẽ cộng đồng, cứ mà chơi cái màn chụp mũ. Và thật ra là những cái kẻ bên dưới rất là dễ bị xỏ mũi. Có nhiều cái kênh YouTube khác thì cũng tung hô Trần Nhật Phong, tung hô tên Phúc Huy, nhưng mà thật ra thì Trương Huy, Trần Nhật Phong nó coi như là rác, nó coi như con nít, bởi vì nó mới là đàn anh. Và thật là đàn anh nhất trong toàn bộ cái nhóm này, kể cả thủ lĩnh của cái đám mà gọi là dân cử cụi đó, là Trương Quốc Huy chứ không phải Trần Nhật Phong. Trần Nhật Phong cũng thuộc loại đều đệ thôi, bám theo Trương Quốc Huy, nhằm mượn tên của Trương Quốc Huy để mà làm ăn thôi, để mà kiếm tiền trên YouTube, để mà nhận những cái quảng cáo hay lãnh thầu mà gọi là đi biểu tình phá làng phá xóm. Đó là cái điều mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay. Và kết thúc cái bài số 2 này, và chúng ta sẽ có những cái bài tiếp nữa liên quan đến hai cái tên này. Thì đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui tươi, bình an.